ngày mai trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên hai vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng, chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biên cửa hiền bao la lộng gió, chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xã tương lai Diên Châu anh hùng. Diên Châu ơi trong tiếng mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diên Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diên Châu xin chào vang mãi bản hùng ca. Ngày mai trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên hai vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng, chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biên cửa hiền bao la lộng gió, chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xã tương lai Diên Châu anh hùng. Chuẩn bị cho chương trình làm việc của Vệ Sa hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí đồng thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ xã tới xóm và ban chỉ đạo, ban tổ chức, hội đồng trọng thi chúng ta trở về vị trí của mình ở trên sân khấu để chuẩn bị bước vào chương trình làm việc. Và đề nghị tất cả các em đội viên, đội trống, đội cờ đứng vào vị trí. Kính mời đồng chí Cao Đức Bông, thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thành, trưởng ban tổ chức hội này lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, các anh chị đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng và toàn thể bà con nhân dân xã nhà, hôm nay trong những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử hào hùng của dân tộc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 và các ngày lễ lớn của đất nước. Được sự thống nhất của thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hôm nay Ủy ban Nhân xã, Ban chấp hành Đoàn xã Nhân Thành tổ chức ngày hội thiếu nhi
Hội Trại Hè năm 2024 chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và đón chào năm học mới 2024-2025. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, các anh chị đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng cùng toàn thể nhân dân đến dự và cổ vũ động viên cho ngày hội thiếu nhi Hội Trại Hè năm 2024. Ngày hội thiếu nhi và Hội Trại Hè năm nay là sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng và nhân dân về giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại Cách mạng tháng 8, sự ra đời nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần thời đại, đoàn kết dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là dịp duy trì và phát huy truyền thống các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xả nhà, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị hành trang và có nhiều niềm vui bước vào năm học mới đạt kết quả cao hơn, để tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các em và nhân dân. Tôi mong rằng các đồng chí trong ban tổ chức, hội đồng chấm thi, ban chấp hành đoàn thanh niên xã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, công tâm và vô tư, khách quan cùng với sự nỗ lực của các em thiếu niên nhi đồng để góp phần thành công tốt đẹp ngày hội thiếu nhi năm nay. Để phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xả nhà ngày càng phát triển, với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức đã xin tuyên bố khai mạc ngày hội thiếu nhi Hội Trại Hè chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em tham gia ngày hội thiếu nhi Hội Trại Hè đạt kết quả tốt và có nhiều niềm vui. Chúc ngày hội thiếu nhi Hội Trại Hè năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin đồng chí Phan Văn Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Diệp Thành lên thông qua lịch thi đấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Về chương trình lịch thi nghi thức của chúng ta thì đã gửi và các chi đoàn, các chi đội các em đã nắm được. Thì chiều hôm qua thì ta đã thi ở hai đội là chi đội 11 và chi đội 5. Sáng hôm nay tiếp tục là chi đội 6, chi đội 1, chi đội 8. Và buổi chiều ngày nay là chi đội 7, chi đội 2. Và sáng ngày 1 là chi đội 3, chi đội 10 và chi đội 9. Bây giờ chương trình khai mạc của chúng ta đã kết thúc. Xin mời các em giản ra về hai phía. Chi đội 9, đội trống ra sân. Chúng ta vừa đi qua mốc son hào hùng của những ngày thu lịch sử. Tiếp nối tinh thần ấy là những người con đất Việt. Có ai không khỏi bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động khi nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng mùa thu? Có ai xa quê, lòng không hướng về đất mẹ, nơi tiếng trống, tiếng sáo rộn vang những buổi lên đèn, nơi đang diễn ra những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nghi thức đổi, chào mừng ngày Quốc khánh, hòa chung vào ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của xã nhà, bà con nhân dân cùng những đoàn viên thanh niên, đội viên của 10 chi đội cùng về đây tổ chức ngày hội thiếu nhi 2024, hòa trong kỷ niệm 79 năm đất nước độc lập, 79 năm đất nước nở hoa, 79 năm không ngừng nỗ lực. Với sự đồng thuận giữa ý đảng, lòng dân, Diễn Thành đang mạnh mẽ vươn lên.
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Diễn Thành. Kính thưa ban tổ chức trại hè 2024, kính thưa quý ông, quý bà, quý anh chị và toàn thể bà con, đoàn đội xóm 9 làng Song Phú xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể trại hè 2024. Kính chúc quý vị, bà con, các bạn thanh thiếu niên nhi đồng tham dự trại hè mạnh khỏe, vui tươi và đạt nhiều thành tích mới. Trong không khí vui tươi và phấn khởi của ngày hội thiếu nhi năm nay, chi đội 9 chúng em tham gia màn thi nghi thức dưới sự chỉ huy của ban chấp hành chi đoàn và chi đội trưởng Trần Thị Thu Hoài. Chi đội 9 chúng em gồm 192 đội viên luôn cố gắng rèn luyện, chăm chỉ học tập để xứng đáng là người con của xã Diễn Thành thân yêu. Hôm nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chi đội 9 chúng em về đây tham gia màn nghi thức để gửi lại không khí trang nghiêm, thể hiện niềm hân hoan vui mừng của ngày đất nước Việt Nam giành lại độc lập tự do, để nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc, để nhớ đến Bác Hồ muôn vàn kính yêu, người cha già của dân tộc Việt Nam. Và trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tinh thần Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đời đời bất diệt, khát vọng hòa bình và tinh thần của tuyên ngôn độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người con đất Việt và làm nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do ấy. Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân xóm 9 làng Song Phú xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể khán giả và toàn liên đội lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc ngày hội thiếu nhi toàn xã Diễn Thành 2024 thành công rực rỡ. Thank you.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thank you.
với truyền thống đoàn kết xây dựng, luôn giữ vững lá cờ đầu trong các phong trào và thi đua của xã. Ngoài sản xuất nông nghiệp, bà con nhân dân còn tham gia các ngành nghề dịch vụ, tạo thu nhập ổn định cho toàn bộ dân cư. Bình quân thu nhập đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong làng không còn các tệ nạn xã hội. Xóm 9 làng Song Phú đang từng ngày thay da đổi thịt. Chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể trong xóm được công nhận xuất sắc toàn diện. Xóm 9 làng Song Phú quyết tâm xây dựng, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phấn đấu trở thành làng văn hóa tiêu biểu. Thank you.
kêu gọi toàn dân tập thể dục rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ cách đây hơn 70 năm vẫn còn nguyên giá trị. Hỡi đồng bào toàn quốc, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khỏe, dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục, tự tôi ngày nào cũng tập. Từ tháng 3 năm 1946, đây áng căng Bác Hồ và một di sản vô cùng quý giá, không chỉ đối với ngành thể dục, thể thao mà của cả toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thank you.
quang vinh, tự lực tự cường, không ngừng lớn mạnh. Bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Những giai điệu tự hào khẳng định hơn nữa về khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò và sức mạnh thanh thiếu niên sẽ ngày càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Tương lai phía trước, các thế hệ thanh thiếu niên sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, lối bước truyền thống của cha anh, giữ lửa nhiệt huyết, tất cả để thực hiện khát vọng hùng cường, phồn vinh đất nước. Nghe đâu đây những tiếng bước chân của những đoàn quân ra trận, trong nắng vàng và trong bầu trời xanh thẳm của mùa thu lịch sử, trong khi thế hân hoan phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân Diễn Châu mừng thành công nông thôn mới, ta nghe lời Bác Hồ vang vọng núi sông: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Chi đội 9 chúng em xin nguyện đoàn kết cùng các chi đội bàn trong toàn xã quyết tâm học tập, rèn đức luyện tài để sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu. Các vị khách quý, toàn thể nhân dân và toàn liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, xã Diễn Thành. Phần thi nghi thức đội của chi đội 9 làng Song Phú xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể đã cho chúng em một sân chơi bổ ích để chúng em khắc sâu trong tim mình niềm tự hào dân tộc, rèn luyện tính kỷ luật, đoàn kết, rèn luyện ý chí, nghị lực và tinh thần tập thể để góp phần xứng đáng bước vào tương lai dựng xây đất nước. Cuối cùng, xin gửi đến ban giám khảo, quý vị đại biểu, bà con nhân dân và toàn nhân đội lời chúc sức khỏe, chúc các em bước vào năm học mới vui khỏe, đạt thành tích cao. Chúc ngày hội thiếu nhi năm 2024 của Diễn Thành thành công rực rỡ. Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Sau màn nghi thức của chương trình 9 thì hội đồng chấm thi sẽ tiếp tục đi chấm trải lần cuối. Và sau đây xin mời đồng chí Cao Đức Bông. Có đôi lời để phát biểu trước khi bế mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, các anh chị đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng và toàn thể bà con nhân dân xã nhà, sau 2,5 ngày diễn ra ngày hội thiếu nhi, hội trại hè năm 2024, trong không khí tưng bừng phấn khởi, vui vẻ, tràn ngập nhiều niềm vui. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng các đại biểu, các anh chị em đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng và toàn thể nhân dân xã nhà và về thị trấn đường người cổ bộ đồng viên nhiệt tình cho ngày hội thiếu nhi, hội trại hè thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo xã, xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần luyện tập và các hoạt động của các em thiếu niên nhi đồng, nhất là ý thức đội. Đây là nét đẹp đặc sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đoàn, của đội và nhân dân xã nhà. Trước thế này, thay mặt ban tổ chức ngày hội thiếu nhi, hội trại hè năm 2024, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, anh chị em đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng, các ủy ban cán sự, ban công tác mặt trận các xóm, các lực lượng đến để bàn giao các nhà hảo tâm là đồng hành cùng các ủy chính quyền địa phương, tiếp tục và tiếp tục như thế này, góp phần cho thành công của ngày hội thiếu nhi, hội trại hè. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố bế mạc ngày hội thiếu nhi, hội trại hè năm 2024 và xin khai mạc lại ngày hội thiếu nhi, hội trại hè 2025. Xin được trân trọng cảm ơn. Chào ngày mới trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên Hải Vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng. Chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biển cửa hiền bao la lộng gió. Chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xã tương lai Diên Châu anh hùng. Diên Châu ơi trong tim mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diên Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diên Châu xin chào